Bông, vào cho. Vào cho đây. Rồi, giỏi lắm. Ngoan nhá. Ở nhà với chị Hương nhá. Ngoan, 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 ngoan. Ngoan, ngoan. Tối anh về anh tặng quà cho bạn, thấy chưa? Ở nhà, nhớ nhá. Ở nhà trong nhà, thấy chưa? Má ơi, dậy chưa? Dậy đi. Ở nhà chốc chị Hương cho ăn nhá. Được chưa? Ở nhà hót thật nhiều à, chốc chị Hương cho ăn. Đấy. Quay mặt đây xem nào. Chào nhau cái. Bây giờ là 6 giờ sáng các bạn, 6 giờ kém 5 phút. Thời tiết thì hôm nay cũng rất may là ở cái gió Nam à, cho nên là không có rét. Hay thế nhỉ, tháng 11 rồi mà thời tiết không hề tí rét nào luôn các bạn. Vẫn còn có gió mát như kiểu mùa hè ấy. Long Đen xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đây là những cái thứ vật dụng mà cái hành trình rất đơn giản của mình là đi hôm nay. Và cái con đường của mình đi hôm nay thì đi đâu mà về đâu. Thì mời các bạn cùng theo dõi video cùng với Long Đen nhé. Bây giờ thì mình lên đường thôi. Và chúc cho nhau những điều may mắn nào. Đấy, hành trang của mình chỉ có mỗi cái củ sạc dự bị, củ sạc và một chiếc mũ bảo hiểm. Thế thôi. Đã rất lâu rồi chưa đi xa làng các bạn ạ. Lần này chắc là một chuyến đi gọi là xa xa một chút xíu. Đấy, cái hành trình của mình không phải là đơn thương độc mã đâu. Đấy. Đã ra khỏi cổng làng. Cái hành trình của mình đi hôm nay thì đó là có cả thêm thằng cháu Hiệp của mình nữa các bạn. Bây giờ thì đang đi lên để đón hắn ta. À, slow. Hey, slow. Chuẩn bị xong chưa nhỉ? Cho chim ăn cá à, đi luôn à? Rồi, ok, ok. Chú ơi, hôm nay mình đi đâu nhỉ? Hôm nay lên thượng nguồn. Thượng nguồn cả? Chả thế. Hiểu thế. Nói từ thượng nguồn cũng là đúng thôi. Bởi vì là cũng chưa bao giờ được đặt chân tới nó. Bởi vì nơi đấy là nơi gây ra cái lũ lụt ở quê mình ấy. À đấy, thôi không cần phải hỏi nhiều, sau đi thì sẽ biết nhá. Nhưng mà nước ở trên đấy là dồn về chỗ mình ấy. Rồi, không chê chú nghèo thì lên xe, chú đèo. Nghèo, nước nổi ở nó ngoài kìa. Ui, chè cháo đàng hoàng chứ. Chè cháo đàng hoàng. Có cần là cái gì để lên trước nữa không? Không, cầm tay. Rồi, ok, đi. Chú cháu mình tạm thời dừng chân ở một cái quán ăn sáng ở rìa đường này. Bún ăn chả tạm lâu lắm. Bún chả lâu lắm. Sau thời gian đi gần một tiếng đồng hồ thì bây giờ thì tạm thời ăn sáng đã nhỉ. Sau lấy sức để còn lên đường đúng không? Đúng không? Đấy. Rồi bây giờ thì để chú cháu mình vào nhé. Cho một chút tỏi vào này. Thanh niên ăn tỏi à? Wow. Ăn ít thôi, không nhớ may nó gặp người yêu thì rất chi là ngại. Thế có ăn ớt không? Quen mùi, cho xin tí. Ghê quá nhỉ. Nào. Ít thôi. Ăn đi cho nó cay. Wow, chà. Quất đây. Quất à? Lại thêm nào quất nữa à? Nhìn thấy quất rồi lại thấy chua chua. Ăn. Đấy. Lên màu ngay đúng không? Đã rất lâu rồi chưa được ăn một bát bún ở trên Thái Nguyên. Mình mời tất cả các bạn dùng bữa sáng với mình nhé. Dùng đi. Mời chú nhé. Để xem bún của Thái Nguyên mới khác với bún của Bắc Giang thế nào nào. Ây chà. Ừ.
quá tuyệt vời. Cho miếng tỏi vào cho nó thơm thơm. Thơm vô. Ê, ăn chậm đấy. Thơm ngon đến tận giọt cuối cùng. Không đủ được. À. Đặng lắm. Ừ. À. Ừ. Nhưng mà nó ngon thật mà. Ngon. Nó vừa ngon, nó lại cái nước nó lại ngọt ngọt. Mình mà không ăn thì thứ nhất là phụ lòng ông chủ, và thứ hai nữa là lại coi như là lừa dối lương tâm đúng không? Đói ngon thật. À. Sáng ngày ra cứ toàn tầm 7 giờ chú bắt đầu ăn, cho nên giờ đúng bữa ăn nó ngon lắm. Này lợn được miếng gì? Ăn chậm thế. Ôi giời. Ăn như bà cụ ấy. Dậy nó mặt lại này. À. Vợ biết mình là nghiện ngập chè cháo, cho nên là khi đi là chuẩn bị cho một ấm chè đảm bảo cho hai chú cháu là đầy đủ năng lượng coi như là cả ngày. À, chè, chè ngon uống ít thôi không say rồi. Đấy, đây là chè ở nhà đấy. Kìa chưa? Bỏ kéo tay pha nước ấm chè nhìn trông ra gì nhỉ? Rồi, à, mời các bạn uống nước chè nhé. Bây giờ mới chỉ là hành Trang đi hết 1/5 chặng đường thôi nhỉ? Chỉ tầm 1/5 thôi. Đấy, còn bao nhiêu đường nữa giờ thì uống xong chén nước này, chú cháu mình lại lên đường tiếp đây các bạn ạ. 1/5 nữa. Cháu chào các cô nhá. Cô ơi, cô cho cháu hỏi đường vào núi cốc trong này phải không cô nhỉ? Vâng. Thế ở đây chè ở đâu là ngon nhất hả cô ơi? Đây đang hái bút này. Đất này là đất Tân Cương hả cô? À vâng. Lên tới Thái Nguyên mà không nhắc đến chè thì nghe có vẻ có lỗi với Thái Nguyên lắm nhỉ. Thế các cô hái chè này một ngày có được nhiều không hả cô ơi? Ai da. Ê, sao không đi đường này ra cho gần. Ô cô ơi, cháu tưởng là người ta có máy, người ta hái rồi, các cô vẫn hái tay à? Hái rồi, cái chè không ngon đâu. À thế ạ. Ờ, máy thì phải hái bút cái này thì chè nó ngon. À vâng. Chè không ngon đâu. Tức là hôm nay là lên xứ sở của chè rồi đấy. Thế tôi hỏi thật đấy. Không có 1.000 nào không, nhà nó lại khổ thế thế. Chắc là cô tích vàng hết rồi, không tiền mặt. Thật chắc là cô tích vàng thật rồi. Tiền mặt với tiền mũi, tiền ăn chả có thế này. Ô, thế nếu mà cứ đi hái như này, cứ đi theo dõng này, không sợ rắn rết gì hả cô? Có rắn thì ta bắt rắn luôn chứ. Úi giời. Các bạn tưởng tượng xem, đúng là khi mà nhắc đến Thái Nguyên thì người ta thường hay nhắc đến cái món chè đúng không? Và mình đang ở địa phận Thái Nguyên từ rất lâu rồi, thế nhưng hôm nay mới vào được cái xứ sở của chè này các bạn này. Nhìn những búp chè được các cô hái kiểu theo kiểu đúng theo kiểu thủ công ấy. Cũng là một người nghiện chè. Mà mình cũng là một người nghiện chè mà hôm nay lại vợ lại pha cho một ấm chè. Không hiểu sao lại vợ mình lại có rất chi là có duyên là thấy mình lên Thái Nguyên hôm nay là chuẩn bị chè thôi. Đây. Quá tuyệt vời luôn. Thế nhưng mà cái nhựa chè này nó cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn nhé. Nếu như cái áo này mà dính nhựa chè vào ấy thì thôi, khỏi cần phải giặt. Tự sạch.
toàn hái búp, hái thủ công. Đây là hái thủ công như này thì được cái là nó lựa chọn được những cái búp. Thôi cháu cảm ơn các cô nhá. Hành trình của bọn cháu giờ lại vào hồ núi cốc đây các cô. Vâng, chúc các cô ngày mới vui vẻ nhá. Chỉ còn 1 km nữa thôi là chúng ta có thể vào tới cái nơi mà hôm nay mình đang gọi là quay cho các bạn xem. Bởi vì cái mong ước của mình ấy là lên hồ núi cốc này các bạn này. Ở phía bên kia là đang bắt đầu xuất hiện dần cái hồ núi cốc. Nhưng bây giờ ở trong cái khung cảnh này thì nó sẽ hơi khó nhìn. Thì mình sẽ đi vào sâu trong 1 km nữa rồi gửi tới cho các bạn xem. Mà tại sao cái tiêu đề của mình đặt hôm nay đó là đi lên một cái nơi mà nó đã gây ra bao nhiêu trận lũ lụt ở quê mình nó như thế nào các bạn nhé. Để lên được cái bậc này cũng khá cao đó các bạn ạ. Xem bao nhiêu bậc nào. Đây là mình đang vòng lên cửa soát vé. Wow, khá ok. Cái vé nó hơi nhiều quá. Vâng, anh em cảm ơn nhé. Thanh niên này lâu thế thanh niên này. Đi trước sợ lạc chết. Ui, một cảnh tượng quá hùng vĩ luôn các bạn này. Đẹp thế. Chắc là lần đầu tiên đến với hồ núi cốc này chắc phải ghi nhớ suốt rồi các bạn. Bởi vì là bắt đầu tới cửa thôi đã thấy có một cái cảm giác gì đó nó rất gì hùng vĩ và có một chút gì đó gọi là thiên nhiên. Không biết là trên màn hình của các bạn có nghe thấy cái tiếng chim hót không, nhưng mà mình đang nghe thấy rất nhiều tiếng chim nó hót luôn các bạn. Thanh niên Hiệp đâu ấy nhỉ? Thanh niên Hiệp vẫn chưa xuống được. Ôi Hiệp ơi, ở đây nhiều chim chòe lắm nhá. Ôi mấy con chim chòe kìa. Ở nó bay như kiểu như là có người nuôi ấy các bạn ạ. Đây. Ôi các bạn thấy không? Rất nhiều chim chòe luôn này. Mình nhìn sơ sơ thấy hình như là có 4 con. Nó trong đám cây này các bạn này. Quá tuyệt vời. Đúng là cảnh tượng thiên nhiên nó bình yên, thành ra là chim cũng về đây nó sinh sống các bạn ạ. Ở đây là biểu tượng cho 12 con giáp này. Có bạn nào tuổi gà không nhỉ? Đây là tuổi gà này, tuổi chó này, tuổi lợn này. Bên này là tuổi khỉ này, tuổi dê này, tuổi ngựa này. Vòng về bên kia thì chắc hẳn là có những con gì đấy các bạn biết rồi đúng không nhỉ? Toàn hoa hồng thôi. Alo, tớ Long Đen đây. Tớ Long Đen đây, bạn có nhận ra tớ không? Đây là một quả bò, con bò gì nhỉ? Gọi là, mình gọi là con bò, mình thì không nhớ tên con bò này gọi bò gì nhỉ? Cứ gọi nó là con bò, gọi nó là con bò. Lâu lắm rồi không lên, bạn có nhớ tớ không? Gọi là quá dã man luôn. Đấy. Vừa đấy mình có ghé vào tai nó bảo là có nhớ lắm không, nhưng mà nó lắc đầu nó bảo không nhớ ai hết. Quá khủng khiếp. Đây là toàn bộ khung cảnh của hồ núi cốc các bạn. Vì sao mình thường hay nói là quê mình ảnh hưởng lũ lụt ý, là thường bắt đầu từ trên mạn Thái Nguyên này nó xuôi về. Khi mà cái thời gian vừa rồi ý, thì những tất cả hồ núi cốc này nó đầy nước, thì người ta xả cái hồ ra thì là cái sức chứa của hồ này trông vậy thôi, nhưng nó đi theo luồn lách theo nhiều cái khu vực khác chứ không phải là đọc đơn giản đọc cái chỗ này. Cả cái khu vực Thái Nguyên này nó dồn nước về khu vực mình thì nó gây ra cho mình cái lũ lụt của năm vừa rồi, nó thiệt hại rất chi là nhiều. Mà chắc hẳn là các bạn xem video của mình thì các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Còn đây là quang cảnh của những chiếc du thuyền. Thằng cháu làm vé chứ. Du thuyền này là du thuyền để ra ngoài kia đấy hả? Thế nhưng mà đọc hai chú cháu mình đi thì nghe có vẻ hơi lãng phí nhỉ. Thôi nếu không đi du thuyền thì chú cháu mình đi ở trên này. À giờ mình nhớ ra đây là bò tót. Bò tót thì vừa đây, bảo bò tót thì gần... Chúng không nhớ ra, bò tót khủng khiếp thật đấy. Con này phải mấy tấn.
tất cả cái khung cảnh ở trong khu vực này rất chi là đẹp luôn các bạn. Mình cũng đang cố gắng là mình đang đi một vài cái nơi để giới thiệu với các bạn, để các bạn gọi là cùng du lịch với mình qua màn ảnh nhỏ các bạn thôi. Dạ, mà được con bò này mới giống nhỉ. Quá hoành tráng. Đỡ mộng. Rồi, bây giờ đi du lịch một vài chỗ nữa nhỉ. Nhưng mà nhìn thấy con bò này nó quá tuyệt vời luôn. Vỗ nó con mòng đi. À ừ, có con mòng ở đây này. Vỗ đi, máu quá. Cao thế nhỉ. Đi mỏi, mỏi chân rồi mới có hết một lửa thôi các bạn. Lên trên này thì mình thấy một bức tượng khá là cao to các bạn. Ôi, thế nhưng mà hai đầu gối chùn rồi. Ui, vẫn tiếp tục à. Tuyệt vời đấy. Cảm giác phê đấy. Wow. Ai, hôm nay thế nào nhún nhảy mạnh thế. Chân chú chùn ở đây này. Ui, lại tiếp tục một cảnh tượng quá hùng vĩ luôn đó các bạn ạ. Đây, lên trên này là chùa Thiêng rồi. Chúng ta vãn cảnh thôi. Sau một cái thời gian mà ngắm qua cảnh du ngoạn ở bên ngoài rồi, bây giờ mình đang đi vào trong khu nuôi nhốt động vật đấy các bạn. Thì thực ra thì những con vật như chim bồ câu này thì các bạn không có gì là lạ lẫm lắm đúng không? Thế nhưng mình đang đi ra một cái nơi mà gọi là diều hâu. Xin chào nhá. Nó lạ, chắc là mình cảm thấy nó lạ người đấy. Không có gì để sợ đâu. Mình cũng yêu các bạn mà. Đây là cái những chú nhím. Các bạn thấy nhím này nó có khác hẳn với những chú nhím kia không? Nhím của Hiệp nhỉ? Nhím của Hiệp là nhím nhỏ, là nhím cảnh. Đấy, còn đây là những chú nhím mà trong hoang dã đây này các bạn này. Cái bộ lông của nó quá khủng khiếp luôn. Nó vẫn là một cái loài động vật gặm nhấm mà. Nó cũng cùng loài với là chuột, mới lại thỏ thôi. Thế nhưng mà nó đặc trưng của nó là những cái bộ lông của nó trông rất gì là nguy hiểm. Còn nguy hiểm như nào thì chúng ta có sờ vào thì chúng ta mới có thể biết được từ nó. Hình như cái loại này nó còn... Bắn lông. Nhưng mà khi mà làm mà cái phản ứng của nó cực kỳ kiểu nó bức xúc ấy thì lúc đó thì nó mới bắn lông, còn thì bình thường này nó chỉ xù lông lên thôi. Khá to đấy đúng không? To chứ. Nhìn cái mồm y mồm chuột nhỉ. Đó là loài gặm nhấm. Không khác gì con chuột cả, nhưng mà nó khổng lồ hơn và nó khác cái bộ lông này, nó cứng hơn. Đúng rồi. Nhưng mà có những con này là mình nuôi là hơi vất, bởi vì là nó cần một cái không gian và cái nguồn thức ăn của nó đơn giản, nhưng mà cần một không gian mà hình như là cả đăng ký nữa hay sao ấy. Nuôi nhím này. Đấy, cho nên là rất chi là khó. Đây, cái môi trường sống của nó các bạn ơi, nó cần một độ ẩm này. Nó cần một độ ẩm, nó có cả nước để nó tắm ấy. Không phải đơn giản là nó chỉ sống ở khô đâu. Chào tạm biệt các bạn nhé. Các bạn ở đây nhé, tớ đi đây. Với tất cả những khung cảnh hùng vĩ thì mình đã phát hiện ra một nơi gọi là một nơi quá nhiều cá sấu ở trong này. Thực sự là chưa bao giờ mình được nhìn cái con cá sấu nào nó to như con cá sấu này luôn các bạn ạ. Quá khủng khiếp luôn. Hình như là chúng nó đang tắm lắng và hưởng thụ một những giây phút bình yên, bởi vì là hôm nay là một ngày thường, tức là ngày không phải ngày thứ bảy chủ nhật. Các bạn có thể nhìn thấy một cái bộ ham của nó đang há miệng ra, đang không biết đang chờ đón cái điều gì. Thế nhưng mà mình cảm thấy nó quá hùng vĩ luôn các bạn. Cuộc sống quá êm đềm. Mình thử tưởng tượng xem, nếu như mình xin lỗi các bạn, chắc là mình không có trèo đâu, nhưng nếu như không may mà rơi xuống đây thì điều gì sẽ xảy ra? Chắc là lúc đấy phải chạy này thôi. Các bạn nhìn cái bộ mồm nó như thế kia không? Cháu sợ là bấy không chạy nổi. Ôi, lúc đấy là phải chạy đấy. Lúc đấy 3, 6 kế chạy vẫn là thử sách đấy các bạn ạ. Đây. Quá khủng khiếp luôn. Mình tưởng tượng là chắc là nó phải to gấp rưỡi cơ thể mình luôn đấy các bạn. Nếu mà cân nặng thì chắc nó phải gấp đôi cơ thể mình mất, chứ không phải là bình thường nữa. Xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn ở dưới nước chưa thèm tính nữa các bạn ạ. Chắc là ở trên này thì chỉ ở vế trên kia thì nhiều hơn. Nhưng mà vế trên này thì mình cảm thấy là nó có một cái gì đó là nó bình yên hơn ý, bởi vì là cái hồ này nó rộng quá. Nhưng mà vế này là toàn con to, không còn nào nhỏ. Không còn nào nhỏ, ở trên kia là nhỏ hơn đúng không? Ở trên kia thì nó nhỏ hơn, đằng này nó nhiều loại, nhiều số lượng. Thật là tiếc các bạn ạ, bởi vì là hôm nay người ta không bán mồi.
Đây, mồi câu giá có 3.000. Đó, cấm được lém chọc cá sấu, tức là cái điều rất là nguy hiểm, người ta đã khóa đây các bạn này. Không được xuống, cho nên là mình cũng rất chi là tiếc. Giá như mà được xuống, ui con này mới khủng khiếp này. Đây nữa này. Sao cái chuyện gì đang xảy ra thế này nhỉ? Ui, ở dưới nước nữa kìa các bạn. Ui là cả về kia nữa kìa. Ui trời ơi. Có hiểu tiếng người hay không? Đây. Đúng là quá hoành tráng. Bạn trong mắt tôi quá nhỏ bé nên tôi không cần để ý đến. Cũng có khi là thế thật. Quá to luôn, bởi vì là mình cũng đã từng ngắm được cá sấu của Hiệp. Cá sấu của Hiệp giờ chắc chắn lắm bằng từng này. Bằng từng này. Đấy. Và đây không bằng cái bàn chân. Không bằng bàn chân thật. Sợ chưa? Của quế mày rồi bằng cái chân trước. Ừ. Đấy. Quá hùng vĩ. Rồi bây giờ thì chia tay những chú cá sấu, bởi vì là không hiểu sao mà khi mình nhìn thấy những cái động vật nó săn mồi ấy, mình có một cảm giác nó rùng rùng mình, thành ra là phải lé ngay đi được các bạn ạ. Ở cái vế chuồng này thì là các bác đang xây dựng lại này các bạn này. Tân trang lại cho nó đẹp, bởi vì là qua thời gian thì nó cũng hỏng đi nhiều mà. Đây là chuồng rắn. Điên đâu là người ta cũng đều ghi bản đồ hết về đó đấy các bạn. Kia là sông Sơ Dông. Ý, hình như là nó đang lột. Bởi nhìn mắt nó cứ mờ mờ các bạn. Nó đang lột mà. Ở đây là rắn. Một con mắt đục, một con mắt trong. À, rắn hổ mang. Thì người ta mới làm cái chuồng cẩn thận như thế này các bạn ạ. Không xịt được đâu, nó có nghe tiếng gì đâu mà. Kìa, nó vừa lột ra một con, vừa lột ra kìa, bộ da của nó ngoài kia. Trong kìa. Đó, trong kìa. Thế nhưng mà chú không hiểu sao gặp rắn này cháu cứ sợ nghe ốc nên là thế nào. Tài. Hại lắm. Sợ mà. Bây giờ đi ra vế chuồng chú khỉ. Bên cạnh chuồng rắn là mấy bạn khỉ đấy các bạn. Hello, yes, hello. Ừ, vào trong này có một cái mùi nó không được thơm lắm nhỉ. Thì bây giờ nuôi động vật đây. Yes, hello. Xin chào nhá. Ừ, hôm nay anh chả mang cái tí mồi nào cả. Lần đầu tiên đến chả biết có cho ăn bằng cái gì nhỉ. Thế ở trong này vui không? Hả? Thế có chơi với Hiệp, có đi chơi với Hiệp không? Hả? Chào nhau cái. Buồn thế. Trông mặt buồn thế nhỉ. Mặt buồn rồi này. Trông nó cứ buồn các bạn nhỉ. À, bên kia con nhỏ hơn, con này nhìn được cái đầu trông như đầu băng ấy nhỉ. Đầu trông như kiểu sân bóng ấy. Ừ, nhưng mà nhìn mặt là hơi ương ấy nhá. Nhìn cái mặt của cậu này là ánh mắt đầy ngươn nẹo. Ấy đừng, không nghịch của nhau nè. Bắt tay các bạn ạ. Ồ tuyệt vời thế nhỉ. Ồ chẳng có cái gì cho ăn cả. À, tức là lấy định xé quần của Hiệp chứ gì. Thôi nó đã nghèo rồi, để cho nó nghèo hẳn đi. Quần của tớ nó đã rách rồi. Bắt tay nhau cái, ở trong này vui không? Nó thấy một vài cái đồ lạ các bạn ạ. Hiếu kỳ. Bạn bên này thì trông có vẻ là buồn hơn. Con này là cái. Con cái. Sao buồn đấy? Hả? Ờ, nhìn này, con nhìn lên này. Trông nó có một cái chút gì đó buồn buồn các bạn ạ. Thiếu tình yêu. À, bên này thì là... Đây này. Ôi, ông cụ này trông già rồi. Đỏ nhỉ? Con khỉ này nó già rồi các bạn, bởi vì là... Nó cũng giống như người mình thôi, bởi vì trên biểu cảm khuôn mặt là nó có... Bỏ cái mũ chìa ra. Ừ. Bỏ ra. Giống nhau hết này. Giống nhau? Giống chứ. Không giống. Tức là không giống thì cảm ơn bạn nhé. Bạn trả lời một câu rất chỉ đại, không thằng Hiệp chốc vào nó bảo tớ giống bạn thì vất lắm. Đây là nước chè, chả có gì cả. Đây là. Bắt tay này. Ông không đủ đẳng cấp. Tuổi gì ông lại bắt tay với tôi. Tức là khinh 15 phút. Chuyện. Nhưng mà thực sự là mình có một cái cảm nhận gì đó, mình nói nhỏ nhỏ một chút thôi các bạn. Tất nhiên nó là một con vật để nhốt thế này thì nó an toàn. Nếu như thả ra ngoài tự nhiên thì cái nguy cơ mà nó bị săn bắt thì nó rất chi là cao. Thế nhưng mà nhốt vào trong này mình cũng có cảm giác gì đó trông nó tội nhỉ. Buồn buồn, nhìn mắt nó có một cái gì đó buồn lắm. Thế nhưng mà nó kiểu như là có một cái phong thái của chúa chuồng đúng không? Kiểu như là... Ở đây nhá. Tay của nó bị cụt này. Đây. Đây là chắc là người ta bắt từ hoang dã về, kiểu như là nó bị săn bắt, nó bị cụt. Nó bị cụt một tay này. Buồn. Cụt một mấy ngón này. Buồn thế? Trông buồn mà. Đây. Bạn ơi. Nó đang nhìn cái máy quay nó là cái gì đấy các bạn. Nhìn ánh mắt. Rồi như vậy thôi, chia tay với lại những con khỉ nhờ. Mình thế sao lại buông xuôi đời thế. Mình đi chơi một vài chỗ khác đây bạn ạ. Thì ở đây vui vẻ nhá. Thôi không phải ngủ, không phải nhắm mắt.
30 mấy cái tuổi đời rồi các bạn ạ. Hôm nay cháu mình nó rủ mình đi tàu lượn, thế thì hôm nay thì cũng thử một vé. Anh ơi, anh cho chú cháu em một vé đi, nhưng mà đi chậm thôi. Hay là tốc độ của nó là cứ thoải mái hả anh nhỉ? À thế ạ. Thế thì rơi tự do à? Thế mọi thứ đồ đạc nó đều phải để cẩn thận hết. Rồi. Tôi thấy có một cái gì đó bất ổn rồi. Lên rồi. Cho mày mũ mày không chơi. Ư nhỉ. Bắt đầu. À chưa dốc. Ôi này, trên cao nhìn xuống ngay cơ này. Chú chưa làm cái trò này bao giờ đâu nhỉ mày. Sợ quá. Cảm giác mạnh quá. Đang làm gì thế này? Nhìn chú tôi. Thôi anh ơi. Anh ơi, cho em dừng. Cảm ơn anh, cho em một cái vé lên trời. Cái chuyện gì đang xảy ra thế đó? Lần đầu tiên trong đời. Quả vỉa nghiêng người kia, cháu tưởng là cháu ngất luôn. Bắt tay hai chú cháu hạ cánh an toàn. Em cảm ơn anh nhá. Vẫn thích cảm giác mạnh một lần nữa các bạn, mình không biết. Nhưng mà nghe nói lần này nó đi chậm hơn hay sao ấy nhỉ? Lần này nó đi chậm hơn một chút xíu này. À đây là cái vế đằng sau cái khu tượng vừa lấy đây Hiệp à. Ủa lần này thì nghe nói đâu bảo đi chậm hơn, mình cũng thử một lần nữa vé đi chậm xem nào. Ồ hai cô bé, ba cô bé vừa nãy không xuống à? Không chơi. Chơi trò chơi lần này thì có thêm hai bạn nữa. Nhưng mà vừa xong là độc hai chú cháu của mình, như lần này hơi là buồn. Có thêm hai bạn nữa. Nhưng mà chú vẫn hơi ghê, nhưng mà vẫn phải an toàn. Cháu cho gần cái này cầm chắc. Bắt đầu 5 4 3 2 1. Lại phải cầm mũ ngay, biết đâu lại chạy nhanh. À không chạy nhanh đâu, đi lần này đi chậm. Tôi đi lần trước. Hình như là nhông xích, có vẻ là hơi bất ổn. Mòn. Chú cháu mình hôm nay như trẻ con đấy nhỉ. Mình quay lại tuổi thơ. Sao? Phê chưa? Ôi. Ê. Không đùa tí nào đâu. Hơi sốc. Ôi. Sốc quá. Hơi sốc. Em ơi, em cởi của anh vẫn. Ôi, anh cảm ơn nhá. Ôi, sốc hết đấy. Quá sốc luôn. Cứ tưởng nó êm ái nhưng mà sốc thật đấy. Không mất vé à? Hình như là các bạn trẻ về đây đang rất chỉ là đông các bạn ạ. Hình như là các bạn đấy cũng đang đam mê cái trò cảm giác mạnh này. Trái tim sắt đá. Bây giờ là 11 giờ kém 5, chắc là các bạn học sinh các bạn cũng được nghỉ rồi. Đây bây giờ thì mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Tốc độ nó. Lắm lúc mà vào đây mình tưởng là nó cua gấp một cái, sợ ơi là sợ. Cũng hơi sốc một tí đấy. Cầm chắc điện thoại vào, các thứ vào, không là nó rơi đấy.
Đây đây, cầm không? Đây, cầm cái máy nó túi đi, con quay quay quay. Vừa à, chưa cài. Quay đi, quay đi, quay đi. Quay đi, quay đi. Quay một đoạn xong cái một túi luôn nhá. Quay đầu thôi. Dỡ cao lên, dỡ cao lên. Bắt đầu đấy. Toàn những thanh niên nó thích cảm giác mạnh đấy. Quay đi. Quay đi, quay đi. Đây là mới vào số đấy. Đây là lần đầu tiên là. Các bạn ấy cũng đang gào thét như mình đấy các bạn ạ. Nó có những quả nó bẻ cua giật mình luôn. Năm bốn ba hai một bắt đầu. Có mấy bạn đang quay điện thoại nhưng mà chắc là không cầm nổi điện thoại luôn. Sao? Phê chứ? Phê chứ? May không rơi điện thoại đấy. Chú ơi, các bạn này đúng đấy. Chú ơi, bắt đưa chú ơi. Thôi đi về. Ok. Trên kia vui hơn. Cái ở trên kia thì cảm giác nó mạnh hơn. Đi lên cái trên kia đi. Từ trên cao là nhìn xuống hình như là các bạn trẻ bạn đổ về đông hơn khi thấy cái trò chơi này nó hay hay các bạn. Ở về kia thì một số các bạn này đang trải nghiệm chắc là vui chơi ăn uống. Chúng ta lại đi đâu nhỉ? Bắt tay nhau cái cho tình cảm đi lên nhỉ? Nào cùng dũng cảm lên nhá. Mạnh mẽ lên. Sau cái thời gian mà đi chơi giải trí với tất cả những con vật và những cái trò chơi mạo hiểm thì mình với cháu Hiệp đã đi về một cái nơi giải trí theo kiểu phong cách là tiêu tiền. Với 40.000 tiền xu thì các bạn biết đấy, được một lấm thôi. Nhưng mà hai chú cháu chơi cũng rất chỉ là vui vẻ. Thì mình cũng chưa chơi trò chơi này bao giờ. Hai chú cháu cứ ngơ ngơ lại ngác ngác mà chưa hiểu cái chuyện gì xảy ra. Thì mãi rồi cuối cùng cũng gấp gấp chọc chọc nhưng mà cái được cái gì? Không thấy được cái gì các bạn. Thế cho nên là thôi thì cũng phải chơi thì mới biết được đúng không nhỉ? Và cuối cùng thì hai chú cháu trắng tay ra về. Và bây giờ là cái hình thức là ngồi đây. Sao? Mỏi không? Mỏi à? À, chú cháu mình đi về động âm phủ. Về âm phủ chơi một chuyến. Nào. Xuống âm phủ chơi một chuyến. À, xuống âm phủ chơi một chuyến. Đi nào. Mới chỉ bước chân vào tới đây thôi nhưng mà nó có một cái cảm giác gì đó bắt đầu thấy rùng mình rồi các bạn ạ. Một cái cảm giác đau vuốt bụng lấy hen. Lội quy âm phủ, tức là vào âm phủ vẫn phải có lội quy hiểu chưa? À, theo chân các bạn trẻ chút xíu nhỉ. Cảm giác hình như là đang bắt đầu lạnh dần đấy các bạn. Lạnh dần rồi. Cái hình như là người ta cố tình tạo ra một cái gì đó để lạnh lạnh ấy nhỉ. Mấy thằng em này sợ luôn. Mới chỉ như thế thôi mấy thằng em đã sợ luôn rồi. Nhưng mà cháu thấy chú xuống âm phủ và thấy chú vui nhá. Không nhìn thấy gì nữa rồi đây này. Có bạc không em ơi? Hình như không có bạc đúng không nhỉ? Wow.
các bạn cảm giác là thấy một cái gì đó huyền bí không? Nó cứ mờ ảo ảo, hình như là mình chưa thấy ma ở đâu cả. Mới bắt đầu chỉ là một cái câu chuyện nho nhỏ thôi. Mới thấy em nó dọa mình các bạn ạ. Giật mình. Kinh thế. Đây kiểu này này. Wow. Ui ui. Hình như là đi vào tới đây chưa thấy một cái bạn nào gào thét gì. Thì mình nghĩ rằng là cái cảm giác chắc là nó vẫn chưa mạnh đâu các bạn ạ. Đây. Không biết là trên màn ảnh của các bạn có nhìn thấy có rõ không. Thế nhưng mà mình đang bắt đầu thấy các bạn ở trong kia kêu gào rồi. Mở cửa ra. Đâu nhỉ? Sao mình không đi lên trên này nhỉ? À đi xuống dưới là âm phủ. À hết rồi. Hết rồi. Bắt đầu đang có những âm thanh rất chi là hoang mang rồi. Các bạn ơi. Kia là Diêm Vương ấy. Ghê chưa? Lòng đen. Xuống đây. Đi thôi. Sợ chưa? Sợ chưa? Chả thấy sợ gì. Vui lắm. Đâu? Đây các bạn ơi. Mấy bạn trẻ bảo là ở trong này mới gớm ghê này. Các bạn thấy khủng khiếp không? Quá ghê người. Bắt đầu thì ghê dần rồi đấy. Đây các bạn này. Quá khủng khiếp luôn. Tôi bắt đầu tôi đi sợ dần rồi đấy. Chạy. Ghê người. Đúng là người ta tạo. Thật sự là biết rồi nhưng vẫn sợ các bạn ạ. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi ghê thật luôn. Biết là nó giả rồi vẫn ghê. Ôi ôi. Vẫn chưa hết rồi em ơi. Ôi ôi. Thế này bắt đầu hai chú cháu đi thì ghê lắm nhỉ. Ôi. Thế này bắt đầu hai chú cháu đi thì ghê lắm nhỉ. Chưa hết rồi em ơi. Sắp hết chưa? Ui ui. Anh muốn thoát ra thật nhanh em ạ. Hết chưa? Ui ui. Anh thật sự là anh muốn thoát ra thật nhanh. Mặc dù vẫn biết là giả thế nhưng mà vẫn thấy sợ. Không hiểu nổi luôn. Ngã ngửa. Cho chú quay một đoạn nữa. Cho chú quay. Ui, cháu bạn này. Chú. Chú hỏi là vào trong đấy có sợ không? Cháu. Chú đừng quay, cháu mới trả lời được chứ. Ừ, chú không quay, chú không quay. Có sợ không? Cháu á? Ừ. Cháu sợ. Sợ? Vâng, cháu sợ. Đến chú này của chú còn sợ, cũng sợ chứ. Cháu hơi giật mình thôi. Nó xịt vào tai cháu chú ạ. Ui, chú quả đấy chú đổ ngửa luôn có sợ không? Không sợ lắm, có mỗi cái tiếng hét là hơi bị giật mình. Chú cũng cảm thấy là rất chi là sợ luôn về cái động đó mà có lẽ là chắc chỉ dám vào một lần thôi. Thôi chú cảm ơn nhá. À. Quê ở đâu ấy? Tận Hưng Yên. À tận Hưng Yên cơ à? Ở xa thế nhỉ? Chúc các cháu vui vẻ nhá. Mấy bé cho chú hỏi một chút xíu, ở quê ở đâu đấy? Cháu ở Hưng Yên ạ.
Ồ, cũng Hưng Yên à? Vừa nãy chú phỏng vấn một tốp cũng ở Hưng Yên. Mình đi theo đoàn trường hả cháu? Vâng, cháu đi theo đoàn trường. Ai da. Lần đầu tiên đến đây à? Vâng. Chú cảm ơn nhá. Vâng. Thế đi xuống dưới này không tắm thì đi xuống dưới này ngắm thì vâng, xấu hổ chết. Ai có cháu không cháu? À, ra về kia ngắm Tôn Ngộ Không kìa. Vâng. Mình đang đi vào trong khu công viên bể nước. Thế nhưng mà hình như mùa này người ta cũng không chuộng nước cho lắm các bạn ạ. Thế cho nên là hầu như người ta cũng chỉ ngắm cảnh thôi. Ở vế xa xa kia hình như người ta đang làm những con thuyền. Xem khủng bố quá nhỉ. Ồ, về mùa này là hơi vắng thật đấy. Chú đói bụng quá Hiếu ơi. Đói rồi. Giờ làm gì giờ? Thắt hết ruột rồi. Đi, đi ăn, đi ăn, đi ăn. Quên đồ. Đi ăn á. Có lẽ là những cảnh quay về những con vật mình tạm thời nghỉ giải lao một chút xíu để mình đi ăn cái gì vào bụng nhỉ. Hình như là từ sáng đến giờ là bát bún đã hết rồi, không còn nữa rồi. Rồi, thế thì chú mời thằng cháu trên kia thưởng thức một bát phở hồ núi cốc. À, vừa nãy chú vừa bảo các bạn lên trên này kết nhất tiếng chim khuyên níu. Níu, chòe. Chòe, quá tuyệt vời luôn. Đi, nên làm bát phở. Vâng, chị để cho em hai bát phở bò chị nhé. Ôi, có lẽ là đây là một cái bến gọi là tạm thời nghỉ chân thôi các bạn ạ. Hình như là bụng còn âm rồi. Vào đây, vào đây, vào đây. Hay là chọn view cho đẹp, hay là chọn view hướng này cho đẹp. Hả? À? Đây, một đây một quạt này. Một đây một quạt á. Cuối cùng thì món phở bò cũng được mang ra đấy các bạn ạ. Thế nhưng mà chưa quá rồi, hiện tại bây giờ thì là hơn 1 giờ rồi. Thế cho nên là chú cháu mình cũng chỉ là ăn tạm từng này thôi. Này làm tí ớt nữa đi. Ít thôi nha. Ít thôi nhá. Đây các bạn này, bây giờ thì là hơn 1 giờ rồi. Thế thành ra là thôi có gì ăn vậy. Đói cái bụng. Ít thôi nhá, không nhiều. Nhiều há đấy, há đấy. Mình mời tất cả các bạn nhá. Wow. Đúng là đang đói nhìn thấy cái thèm. À. Đơn sơ và mộc mạc quá nhỉ. Mùa cây cô lá vàng. Đúng là rất chi là đơn sơ. Thế nhưng mà lúc đói này thì ăn tạm vậy không ạ? Không có tỏi tới mồm. Hôm nay không có tỏi. Thì tỏi phở bò này có tỏi là một này, hủ tiêu là hai này, ớt khô là ba này. Mình mời các bạn nhé. Các bạn mời mình nhé, mình ăn đi, đang đói thì mình ăn đi. Ây, thế nào đuối đấy? Xin đem đuối nước. Ôi trời ơi, ăn uống thế này thì chết. Vẫn phải là thơm ngon tươi giọt với cơm. Mai ra răng miệng chú tốt. Và nhá, tỷ số lại là 1-0 nhá. Sáng ăn cũng chậm, trưa ăn chậm, chả hiểu sao. Mà chưa hàng nhỏ. Du lịch huyền thoại hồ núi cốc. Xin chào và hẹn gặp lại. Chú hỏi là mệt chưa? Goodbye, see you again. Tức là như thế là gọi là mệt lắm rồi đúng không? Và video của mình cũng xin phép là kết thúc ở đây các bạn ạ. Bởi vì là một ngày trải nghiệm vui cực kỳ luôn. Thế nhưng mà có gì đó là hơi mệt mệt nhỉ. Chặng đường của chú cháu mình bây giờ lại khoảng độ tầm 55-60 km ấy. Về đấy các bạn ạ. Lại là 40 km. Lại là một chiếc xe máy nó lại chở mình về thôi nhỉ. Đôi, khu để xe đâu ấy nhỉ? Goodbye, see you again. Sao bên này? Goodbye thì phải từ từ đến gì để cho tất cả mọi người ngắm cái cổng cổng chào một cái gì nhỉ? Vừa lấy là cổng ở trên, giờ là cổng chào dưới.